Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Death to Cry khám phá. Thế giới hiện đại vận hành bởi trật tự đa cực, và từ đó sản sinh ra những mối quan hệ chằng chịt và rắc rối giữa các quốc gia, các tổ chức và các thực thể quyền lực. Thế giới này vốn dĩ không hề phẳng như cái cách mà các nhà truyền thông vẫn tuyên truyền. Sự thực là giữa các quốc gia luôn tồn tại những bức tường ngăn cách. Bức tường đó mang tên lợi ích quốc gia dân tộc. Rõ ràng, thời kỳ mà con người chiến đấu hết mình cho những lý tưởng cao và xa đã qua đi. Thế giới giờ đây đã trở nên đa phương hơn, và các quốc gia, các dân tộc tôn sùng lợi ích riêng biệt của mình hơn bất cứ thứ chủ nghĩa cao sang nào. Những học thuyết hiện đại hơn phục vụ cho xu hướng này đã ra đời, và dường như chúng được đánh dấu qua câu nói kinh điển của vị thủ tướng cáo già của nước Anh, Churchill, mà có lẽ là ai cũng biết: không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu. Vậy nên luôn có những thứ mà bạn nhìn thấy vậy, trông thấy vậy và tin như vậy, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Thế giới hiện đại luôn tồn tại những bức màn bí ẩn, che đậy những sợi dây liên kết chằng chịt, và những người ở đầu dây đôi khi chẳng rõ là bạn hay là thù. Khi người ta nhìn vào hai đầu sợi dây, đôi khi họ mỉm cười, nhưng không ai biết được rằng sau lưng họ đang giấu những lưỡi lê sắc lẹm. Xin mời bạn đến với video ngày hôm nay của Battlecry khám phá. Chúng ta sẽ cùng nhau vén bức màn bí ẩn về những mối quan hệ đó thông qua phân tích xung đột của các bên từ cuộc chiến Ukraine lần này, và để xem cái thế giới này nó vận hành như thế nào nhé. Quan điểm chủ đạo cho rằng trong nửa sau của thế kỷ 20 thì đối thủ lớn nhất của Mỹ là Liên Xô, nhưng sự thực thì không phải như vậy. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ, nhưng sự thực thì đối thủ lớn nhất của Mỹ là Cộng đồng châu Âu. Bạn không hề nghe nhầm đâu. Cộng đồng châu Âu, hay nói đúng hơn là khu vực Tây Âu, mới chính là đối thủ lớn nhất của Mỹ. Sau đây sẽ lời giải thích tại sao. Xét về khía cạnh kinh tế, GDP của Cộng đồng châu Âu có thể sánh ngang với Hoa Kỳ, có năm còn cao hơn cả Hoa Kỳ. Trong khi tổng GDP của Liên Xô chỉ bằng 70% của Hoa Kỳ ở thời kỳ đỉnh cao. Với công nghệ, Cộng đồng châu Âu và Hoa Kỳ là ngang hàng, ít nhất là trước cuộc cách mạng Internet. Khi xét về các ngành công nghiệp truyền thống như ô tô, máy móc, tàu thủy và hóa chất, thì Cộng đồng châu Âu mạnh hơn Hoa Kỳ. Ngược lại, Liên Xô thì gần như vô dụng, ngoại trừ nền công nghiệp nặng phát triển. Về phương diện văn hóa, Tây Âu là nơi khởi nguồn của văn minh nhân loại hiện đại và là đại diện chính thống của văn minh phương Tây, chiếm lĩnh điểm cao nhất của hệ tư tưởng. Ngược lại, về cội nguồn văn hóa và tư tưởng thì Hoa Kỳ, một quốc gia chỉ mới thành lập được vài trăm năm, khó có thể so sánh. Và đó cũng là lý do vì sao mà người Mỹ luôn hướng các sản phẩm truyền thông, điện ảnh, sách báo của mình tới thứ chủ nghĩa anh hùng siêu thực. Họ xây dựng nó thành một thứ làm cội nguồn tư tưởng cho dân chúng. Hoa Kỳ vốn dĩ là hợp chủng quốc, một tập hợp của đủ các sắc tộc, các thành phần người, các loại văn hóa. Chính vì vậy, cần phải có một thứ được tạo ra để làm gốc rễ cho người dân Mỹ bám vào. Và thế là chủ nghĩa anh hùng siêu thực ra đời. Chính nhờ chủ nghĩa đó, họ mới có thể gắn kết được các cộng đồng dân cư vốn xa rời nhau về văn hóa và tư tưởng lại, để cùng chiến đấu, cùng cống hiến và cùng đóng góp vì một nước Mỹ hợp nhất. Chính vì vậy, có thể nói rằng trên hầu khắp các lĩnh vực, Cộng đồng châu Âu vẫn luôn được xem là đối thủ xứng tầm của Hoa Kỳ hơn là Liên Xô. Ngay từ trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, thế giới lúc bấy giờ do Anh và Pháp thống trị, và Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hợp Quốc, do Anh và Pháp kiểm soát. Để phá thế độc quyền của Anh và Pháp, Mỹ đã hỗ trợ phát xít Đức. Mỹ đã cho Đức vay 32,6 tỷ mark, cứu nền kinh tế Đức đang trên đà phá sản. Trong những năm 1930, các công ty vũ khí của Mỹ đã chuyển giao một số lượng lớn công nghệ cho Đức Quốc xã dưới sự ủy quyền của chính phủ, bao gồm động cơ máy bay, xe tăng, ô tô, các loại dầu nhớt mới nhất, v.v. dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng của vũ khí Đức. Không chỉ vậy, Mỹ còn cung cấp cho Đức các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu chiến lược như dầu mỏ, kim loại màu, quặng sắt, thậm chí là cả những tờ rơi tuyên truyền về Đảng Quốc xã cũng do người Mỹ cung cấp. Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Đức Quốc xã do Hitler lãnh đạo đã vươn lên nhanh chóng và bắt đầu quá trình bành trướng quân sự. Quân đội Đức đầu tiên thôn tính Áo, Tiệp Khắc, Ba Lan và các nơi khác, sau đó là đánh chiếm Pháp, tiến hành các cuộc không kích vào Anh và phong tỏa vùng biển của Anh bằng tàu ngầm, gây tổn thất lớn cho nền sản xuất công nghiệp của Anh. Ở đây đang xuất hiện một sự mâu thuẫn. Ở trên mình còn nói là đối thủ chính của Mỹ là châu Âu. Vậy tại sao Mỹ lại muốn Đức hùng mạnh? Câu trả lời: mục đích của việc Mỹ ủng hộ Đức là tấn công Anh và Pháp, chứ không phải giúp họ thống nhất châu Âu, nghĩa là làm cho tất cả suy yếu. Nhìn thấy Anh và Pháp gần như đã bị quét sạch,
Hoa Kỳ đã nhảy vào cuộc chiến ở phe Anh và Pháp, cung cấp hỗ trợ cho Anh thông qua đạo luật cho thuê. Nhưng tiền đề là Vương quốc Anh phải từ bỏ các lợi ích ở ngoài nước của mình và cung cấp miễn phí công nghệ tiên tiến hiện đại cho Hoa Kỳ, đặc biệt là công nghệ radar và máy tính. Nên nhớ khi này, Anh vẫn đang là cường quốc top đầu thế giới với lãnh thổ thuộc địa cực kỳ khủng khiếp và nền tảng khoa học công nghệ số 1 thế giới. Tiếp theo, những khoản viện trợ mà Hoa Kỳ dành cho Anh đã kèm theo những cái giá phải trả. Anh đã nợ Hoa Kỳ một khoản nợ khổng lồ sau chiến tranh. Sau khi chiến tranh Xô Đức bùng nổ, Hoa Kỳ lại hỗ trợ Liên Xô, cung cấp cho Liên Xô nhiều nguyên liệu thô, xe tải, xe tăng, máy bay, v.v. giúp Liên Xô có thể tồn tại trong giai đoạn khó khăn nhất những ngày đầu của cuộc chiến. Cuối cùng, với sự hợp tác của Anh, Mỹ và Liên Xô, Đức Quốc xã cũng đã bị đánh bại. Nhưng quan trọng nhất với Mỹ lúc đó là châu Âu đã tản lui. Hoa Kỳ đã trở thành nước chiến thắng lớn nhất trong Thế chiến thứ hai với số lượng lớn nhân tài châu Âu đổ về Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả Einstein và hầu hết các nhà khoa học Đức đầu quân cho Hoa Kỳ. Trước Thế chiến lần thứ hai, Đức là trung tâm vật lý của thế giới và Pháp là trung tâm toán học của thế giới, còn Anh thì như tất cả đều biết là công xưởng lớn nhất của thế giới. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, cả trung tâm vật lý và toán học thế giới đều được chuyển giao cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng thay thế châu Âu để trở thành công xưởng và thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, và kể từ đó đã thống trị thế giới. Mặc dù vậy, thì giới tinh hoa của Mỹ cũng nhận ra rằng sự suy tàn của châu Âu vốn chỉ là tạm thời, vì suy cho cùng, châu Âu đã có sự tích lũy mạnh mẽ về cả công nghệ và tài năng. Để ngăn chặn châu Âu trỗi dậy trở lại và đe dọa sự độc quyền của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã nghĩ tới Liên Xô như một người trợ giúp. Có thể nói rằng, Liên Xô là con át chủ bài được Mỹ sử dụng để đối phó với Tây Âu. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ đánh bại hoàn toàn Đức với sự trợ giúp của Liên Xô. Trong những ngày đầu của chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Liên Xô đã làm tan rã hệ thống thuộc địa toàn cầu của Anh và Pháp. Một ví dụ điển hình đó là Anh và Pháp từng muốn ngăn chặn Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào Suez. Lúc đó Ai Cập muốn xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện quyền lực và tầm ảnh hưởng của Anh và Pháp ở thế giới Ả Rập. Và điều này thì khiến Pháp điên lên, đòi dùng vũ lực. Và việc khôi phục quyền kiểm soát kênh đào Suez của Anh và Pháp đã bị Hoa Kỳ và Liên Xô tẩy chay. Ấn Độ, Úc, Châu Phi, Trung Đông và những nơi khác từng là thuộc địa của Anh và Pháp đã trở thành những nhà cung cấp nguyên liệu thô cho Hoa Kỳ dưới danh nghĩa toàn cầu hóa. Thế giới hiện đại không có chỗ cho những thuộc địa kiểu cũ. Người Mỹ nhận ra điều này và thay vì súng đạn, họ mang tới những hợp đồng kinh tế và sự lệ thuộc bằng thương mại tới những nơi được cho là thuộc địa cũ của Anh và Pháp. Kiểu cướp bóc thực dân ngày xưa đã lỗi thời và Mỹ đã thay thế Anh và Pháp một cách hoàn hảo. Hoa Kỳ sử dụng NATO như một cái cớ để trở thành hoàng đế của Tây Âu. Trong giai đoạn giữa và cuối của chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thành công ràng buộc Tây Âu vào cỗ xe của mình bằng cách thiết lập mối đe dọa của Liên Xô và nhờ đó điều khiển cộng đồng châu Âu. Cụ thể như thế nào? Như đã nói ở trên, cộng đồng châu Âu không kém Hoa Kỳ về kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực khác, và họ có đủ tư cách để làm đối thủ của Hoa Kỳ hơn là Liên Xô. Thế nhưng, cộng đồng châu Âu có một khuyết điểm, đó là vấn đề về địa lý và quân sự. Xét về địa lý, Tây Âu bằng phẳng và rất khó để phòng thủ đoàn quân thiết giáp của Liên Xô nếu xuất phát từ Ba Lan và Đông Đức, và chỉ mất một tháng để họ quét sạch Tây Âu. Vì vậy, Tây Âu luôn lo lắng về sự xâm lược của Liên Xô. Một ngày xấu trời nào đó, đạo quân khổng lồ của Liên Xô sẽ đuổi tất cả xuống biển cho cá ăn, như cái cách mà họ quét sạch quân phát xít Đức hùng mạnh năm nào. Từ quan điểm quân sự, mặc dù cộng đồng châu Âu có GDP cao, nhưng sức mạnh quân sự của họ thì lại không ngang ngửa với Hoa Kỳ và Liên Xô. Nguyên nhân cơ bản là trong cộng đồng châu Âu, quốc gia duy nhất có thể đối đầu với Liên Xô là Đức. Quốc gia này có dân số 80 triệu người và thế mạnh công nghiệp cực kỳ phát triển. Tuy nhiên, Đức là nước bại trận trong Thế chiến thứ hai. Quân đội nước này thì cũng bị hạn chế phát triển. Họ không thể phát triển mạnh mẽ lực lượng không quân hiện đại, cũng như không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Ở Đức, có quân Mỹ đóng tại đó và theo dõi liên tục. Vì vậy, nước Đức tuy có nền kinh tế mạnh nhưng cũng không thể phát triển được một quân đội hùng mạnh. Vương quốc Anh và Pháp cũng có những thế mạnh nhất định trong cộng đồng châu Âu. Nhưng Vương quốc Anh cũng giống như Hoa Kỳ, họ cũng mong muốn sự hỗn loạn ở lục địa châu Âu. Còn Ý và Ba Lan gia nhập sau, sức chiến đấu của họ có thể bỏ qua. Do đó, cộng đồng châu Âu tương đối yếu về mặt quân sự. Nước Đức hùng mạnh thì bị hạn chế và về cơ bản thì cũng không thể dựa vào các nước như Pháp và Ý để chống lại Liên Xô. Vì vậy, chỉ cần Liên Xô còn tồn tại,
thì cộng đồng châu Âu còn phải dựa vào Hoa Kỳ về vấn đề quốc phòng và an ninh. Họ sẽ xin làm đàn em của Hoa Kỳ và Mỹ sẽ đóng một số lượng lớn quân ở Tây Âu trên danh nghĩa là để bảo vệ Tây Âu, nhưng thực chất là để thu phí bảo kê. Mỹ có thể tùy ý phạt hàng chục tỷ đô đối với các công ty Tây Âu, đồng thời có thể cho phép cộng đồng châu Âu chuyển giao công nghệ miễn phí, đồng thời áp đặt thuế quan đối với cộng đồng châu Âu khi thiếu tiền tệ tỷ giá hối đoái. Hai cái tên khác mà Mỹ cũng dùng cách này để đối xử là Nhật Bản và Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng có thể áp đặt thuế quan đối với Nhật Bản theo ý muốn, yêu cầu đồng yên phải tăng giá và yêu cầu Nhật Bản phải cung cấp công nghệ miễn phí. Nếu bạn nào đã từng xem video về cuộc chiến tranh bán dẫn mà mình từng làm thì sẽ hiểu các tập đoàn hùng mạnh của Nhật Bản từng bị đàn áp, có thể nói là xấu chơi từ người Mỹ một cách tức tưởi như thế nào. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Nhật Bản và Tây Âu đó Nhật Bản khuất phục trước Hoa Kỳ, vì Nhật Bản với tư cách là một nước bại trận tương đương với một thuộc địa kiểu mới về kinh tế của Hoa Kỳ, Tây Âu thì chịu thua Hoa Kỳ vì họ phụ thuộc Hoa Kỳ trong điều kiện về quốc phòng và an ninh. Vì vậy, sau Thế chiến thứ hai và trước khi Liên Xô tan rã, cộng đồng châu Âu đã bị trói chặt vào Hoa Kỳ. Dù họ có nền kinh tế phát triển, nhưng cũng chỉ có thể đóng vai trò là một cỗ máy sản xuất của cải của Hoa Kỳ. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, tình thế đã đảo ngược. Kế thừa của Liên Xô là Nga có sức mạnh quốc gia khá là yếu. Và cộng đồng châu Âu thời điểm này đã có đủ sức mạnh để đối đầu với Nga về mặt quân sự mà không cần Mỹ. Quan trọng hơn, sau khi Liên Xô tan rã, cộng đồng châu Âu và Nga đã bị chia cắt bởi một số lượng lớn các quốc gia vùng đệm, bao gồm Ukraine, Ba Lan, Belarus và ba nước Bắc Âu. Và nhờ vậy, quân đội của châu Âu lúc này hoàn toàn có thể đối phó với một mối đe dọa từ Nga nếu cần. Họ sẽ có đủ thời gian để dàn quân và nghênh chiến. Vì vậy, từ những năm 1990, cộng đồng châu Âu đã phát triển ý tưởng tự lực tự cường mà không dựa vào Mỹ nữa. Chưa đầy một tháng sau khi Liên Xô tan rã, cộng đồng châu Âu thông qua hiệp ước về Liên minh châu Âu và Liên minh châu Âu đã chính thức ra đời. Một tổng thống và một quốc hội tương đương đã ra đời. Quá trình hội nhập châu Âu được đẩy nhanh đáng kể. Từ năm 1995, Liên minh châu Âu đã bắt đầu mở rộng về phía đông, dần dần tiếp nhận thêm các nước Đông Âu, bao gồm Ba Lan và Litva. Quan trọng hơn, cơ quan tiền tệ châu Âu được thành lập năm 1994, Ngân hàng Trung ương châu Âu ra đời năm 1998 và đồng euro bắt đầu hoạt động vào năm 1999. Liên minh châu Âu bắt đầu thách thức Hoa Kỳ trên mặt trận tiền tệ và đây là một mối đe dọa kinh khủng hơn bất cứ thứ gì. Với quy mô kinh tế của Liên minh châu Âu, nếu không có những hạn chế thì đồng euro có thể thay thế đồng đô la của Mỹ để thu hoạch của cải của toàn cầu. Và nếu đồng đô la bị cạnh tranh và mất giá thì mức thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ sẽ giảm mạnh. Để tấn công đồng euro, Hoa Kỳ đã phát động cuộc chiến tranh Kosovo, ném bom Nam Tư, một mặt để làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng euro, bởi một lẽ đơn giản, châu Âu có bất ổn, dòng tiền sẽ không chảy về đó. Sau đó, Hoa Kỳ tấn công Iraq và giết chết Saddam Hussein, người đang cố gắng phá bỏ hệ thống petrodollar và giải quyết việc xuất khẩu dầu mỏ bằng đồng euro, cắt đứt hoàn toàn khả năng của đồng euro dầu mỏ. Tuy nhiên, sau khi đồng euro ra đời, EU vẫn xé một miếng bánh lớn từ Hoa Kỳ và sự ra đời của đồng euro đã làm suy yếu đồng đô la đáng kể. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, EU là những người được hưởng lợi từ sự sụp đổ của Liên Xô, bởi vì khối này không những không còn phải chịu đựng sự đe dọa từ Liên Xô mà còn có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng là nước được hưởng lợi từ việc Liên Xô tan rã. Sau khi Liên Xô tan rã, sức ép đối với việc phòng thủ phía Bắc của Trung Quốc đã giảm đi rất nhiều, không cần phải triển khai hàng triệu quân ở biên giới như những năm trước đây và có thể rảnh tay để phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Cuối năm 1991, Liên bang Xô Viết tan rã. Đầu năm 1992, Đặng Tiểu Bình đã có chuyến công du phía Nam tới các nước Đông Nam Á và tuyên bố cải cách toàn diện cộng với mở cửa. Điều này đã tạo ra một làn sóng khởi nghiệp và là tiền đề cho sự phát triển kinh tế thần tốc của Trung Quốc trong khoảng 20 năm sau đó. Vào thế kỷ 21, với sự gia tăng nhanh chóng của đồng euro, vị thế của đồng đô la đã giảm mạnh. Tuy nhiên lúc này, Mỹ đã nghĩ ra cách để đối phó với EU, đó là tái lập mối đe dọa từ Nga và con đường cụ thể là mở rộng NATO về phía đông. Thông qua việc mở rộng NATO về phía đông thì Hoa Kỳ đã buộc Nga phải trở thành kẻ thù của Liên minh châu Âu. Sau khi Liên Xô tan rã, các nước Đông Âu bao gồm Ba Lan, Romania, Litva, Belarus và Ukraine đã từng trở thành vùng đệm tự nhiên giữa Nga và EU.
Với vùng đệm này, Nga và EU có thể cùng nhau hợp tác và phát triển. Và Nga có những thứ mà EU cần, đó là tài nguyên và khoáng sản. EU thì có vốn và công nghệ, đó là thứ mà Nga cần. Nếu châu Âu và Nga hợp tác, EU có thể trở thành một thị trường lớn nhất thế giới. Nhưng mà đương nhiên Hoa Kỳ không thể đứng nhìn châu Âu hợp tác với Nga. Họ đã nghĩ ra một cách, đó là nén không gian chiến lược của Nga lại. Vào những năm 1990, chính phủ Yeltsin của Nga đã từng ảo tưởng về phương Tây, tin rằng họ có thể hợp tác với phương Tây để đôi bên cùng có lợi. Do đó, họ đã từng cam kết với nhau là NATO không mở rộng về phía Đông. Tuy nhiên, Nga nhận thấy rằng sự nhượng bộ mù quáng của họ chỉ đổi lại là lợi ích của Hoa Kỳ. NATO do Hoa Kỳ cầm đầu thì bất chấp thỏa thuận vẫn tiến về phía Đông. Nước Nga dưới thời của Putin bắt đầu chống trả lại mạnh mẽ phương Tây. Ví dụ, năm 2008, Putin nhân Thế vận hội đã phát động cuộc chiến chống lại Georgia, phá vỡ kế hoạch can thiệp vào Cáp-Cát của Mỹ. Hơn nữa, sau khi ông Putin lên nắm quyền, Nga bắt đầu phát triển mạnh quân đội, đặc biệt là khả năng tấn công hạt nhân, chủ yếu là vũ khí hạt nhân và tàu ngầm hạt nhân chiến lược, nhằm gây sức ép với phương Tây. Do đó, một quan hệ giữa Nga và EU cũng đã dần tan vỡ, và dư địa cho hợp tác Nga-EU cũng bị nén lại rất nhiều. Sau khi Obama nhậm chức, sự thực thì Nga và châu Âu vẫn đang tìm cách xích lại gần nhau hơn, và Obama đang cần tìm một thứ gì đó để giải quyết vấn đề này. Cốt lõi của việc này là sử dụng Ukraine như một miếng mồi ngon để dụ Nga và EU cắn câu. Và cuối cùng là chia cắt Ukraine để không còn vùng đệm chiến lược giữa châu Âu và Nga. Đối với toàn Liên Xô trước đây, khu vực có giá trị kinh tế cao nhất không đâu khác chính là Ukraine. Ukraine có vùng đất đai mỏ mỡ nhất trên trái đất và là một trong ba khu vực phân bố đất đen lớn nhất thế giới. Hai khu vực còn lại là Đông Bắc Trung Quốc và vùng sông Mississippi ở Hoa Kỳ. Mặc dù Ukraine chỉ chiếm 3% diện tích của Liên Xô, thế nhưng sản lượng ngũ cốc của nước này thì lại chiếm hơn 1/3 của Liên Xô, và trong một số trường hợp thậm chí là 40%. Liên Xô với Ukraine có thể nuôi sống tới 300 triệu người, thế nhưng Nga không có Ukraine thì chỉ có thể nuôi 150 triệu người. Ukraine cũng có một số đường bờ biển và cửa sông tốt nhất ở Liên Xô. Liên Xô có 4 vùng biển lớn: Bắc Băng Dương, biển Baltic, Bắc Thái Bình Dương và biển Đen, tương ứng với 4 hạm đội là hạm đội phương Bắc, hạm đội biển Baltic, hạm đội Thái Bình Dương và hạm đội biển Đen. Liên Xô có đường bờ biển rất dài, nhưng hầu hết là các vùng biển đều ở vĩ độ cao và bị đóng băng quanh năm. Chỉ có biển Đen là có một hải cảng không đóng băng thực sự. Phần lớn đường bờ biển của Liên Xô ở khu vực biển Đen đều tập trung ở Ukraine. Đây có thể nói là khu vực duy nhất thích hợp cho sự phát triển của nền thương mại hiện đại của Liên Xô. Chính vì điều này, Liên Xô đặt cơ sở công nghiệp quan trọng nhất của mình ở Ukraine, trong đó có công nghiệp quân sự, đặc biệt là xưởng đóng tàu sân bay. Chỉ khi Liên Xô có Ukraine thì nước này mới được coi là có lối thoát ra biển Địa Trung Hải và có cơ hội hội nhập vào chuỗi công nghiệp và thương mại của toàn cầu. Và Ukraine thì cũng là một trong những cano của nền văn minh Nga. Công quốc Kiev Rus ở Ukraine là quốc gia đầu tiên do người Nga thành lập. Chính vì vậy, ngoài yếu tố về lợi ích, việc mất đi Ukraine cũng không khác gì việc người Nga mất đi đất tổ của mình, mất đi long mạch theo cách gọi của phương Đông. Hãy nhìn cách mà người Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo phất lên ngọn cờ đất thánh đầy màu sắc tôn giáo để chém giết nhau suốt hàng vài thế kỷ vì vùng đất Jerusalem. Thế nhưng, thảm họa đã tới với người Nga. Sự tan rã của Liên Xô gây thiệt hại lớn nhất cho Nga không phải là việc mất đi năm nước Trung Á và Caucasus, mà thực ra trong thời kỳ Nga còn hùng mạnh, việc kiểm soát Trung Á và Caucasus đã giúp kiểm soát Nam Á và Trung Đông, sau đó là thống trị toàn bộ lục địa Á Âu. Nhưng nếu như Nga ở trong thời kỳ suy tàn thì những khu vực này lại trở thành gánh nặng. Do tỷ lệ đói nghèo cao ở Trung Á và Caucasus, hàng năm Nga phải trả một lượng lớn các khoản thanh toán chuyển khoản thành tài chính, tương đương với việc các vùng này đã hút máu người Nga, và hầu hết cư dân trong những khu vực này là người Hồi Giáo, cộng với tỷ lệ sinh cao hơn nhiều so với người Nga. Như vậy, nếu Liên Xô không tan rã thì sớm muộn gì Liên Xô cũng trở thành một quốc gia Hồi Giáo. Vì vậy, người Nga sẵn sàng chủ động cắt đứt với năm nước Trung Á và vùng Caucasus, nhưng người Nga thì lại rất ngại Ukraine, Belarus và các nước Bắc Âu. Những nơi này vừa có giá trị về kinh tế mạnh, vừa có vị trí chiến lược cao. Vậy tại sao Nga không lấy lại những khu vực này sau khi Liên Xô tan rã? Lý do cơ bản giải thích việc này đó là việc các nước nhỏ ở Đông Âu
sẽ là vùng đệm an toàn cho cả Nga và EU. Trước khi Liên Xô tan rã, Anh và Mỹ đã hứa với Gorbachev và Yeltsin rằng NATO sẽ không bao giờ mở rộng về phía đông và sẽ để lại đủ không gian sống cho sự tồn tại chiến lược của Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga cũng chỉ kiểm soát Ukraine, Belarus bằng quyền lực mềm và ý tưởng dùng ba nước Bắc Âu như một cách để thể hiện sự thiện chí với phương Tây và mong muốn tái hòa nhập với gia đình phương Tây, rồi nhận được sự hỗ trợ về kinh tế từ Liên minh châu Âu. Kết thúc phần 1 của video, chúng ta đã hiểu qua được bối cảnh, vị thế và toan tính của các bên trong câu chuyện này. EU thì muốn thoát khỏi bàn tay của Mỹ, Nga thì cần tìm một thị trường và các đối tác kinh tế, và Mỹ đương nhiên rất ghét điều này. Ở phần 2, chúng ta sẽ cùng bàn sâu hơn về vấn đề Ukraine và câu chuyện vùng đệm giữa các cường quốc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá. Từ xa xưa, nếu hai cường quốc muốn duy trì mối quan hệ hài hòa, họ phải có một vùng đệm chiến lược. Trong chiến tranh lạnh, Liên Xô kiểm soát Mông Cổ và quân đội Liên Xô có thể tới Bắc Kinh trong vòng một tuần. Vì vậy, việc quan hệ Trung Xô tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi Liên Xô tan rã, quân đội Liên Xô rút khỏi Mông Cổ và Mông Cổ đã trở thành quốc gia đệm giữa Trung Quốc và Nga, để Trung Quốc và Nga có thể phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược trong mọi điều kiện. Nếu Mông Cổ bị Nga tái chiếm, thì Nga sẽ lại trở thành mối đe dọa lớn với Trung Quốc và quan hệ Trung-Nga có thể nhanh chóng tan vỡ. Tương tự, Nga cũng rất lo lắng nếu Trung Quốc giành lại được Mông Cổ, đất nước này có thể nhanh chóng cắt đứt đường sắt xuyên Siberia và sau đó là thôn tính vùng viễn đông của Nga. Vì vậy, đối với Trung Quốc và Nga, một nước Mông Cổ độc lập không ngả về bên nào sẽ là điều kiện cần thiết để hai nước này duy trì quan hệ hữu nghị. Mông Cổ là vùng đệm chiến lược giữa Trung Quốc và Nga. Việc thiếu các nước đệm là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến xung đột Trung-Mỹ khó tránh khỏi. Nhìn bề ngoài thì Trung Quốc và Mỹ cách xa nhau bởi Thái Bình Dương. Thế nhưng trên thực tế, Mỹ đóng quân ở Nhật Bản, Hàn Quốc và bất cứ khi nào cũng có thể lấy đây làm căn cứ để phát động chiến tranh chống lại Trung Quốc. Trước đây, Mỹ còn đóng quân ở Đài Loan, tức là máy bay Mỹ có thể tùy ý ném bom vào bờ biển phía đông nam của Trung Quốc. Vì vậy, tiền đề để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ là Mỹ phải rút quân khỏi Đài Loan. Trong tương lai, Trung Quốc và Mỹ sẽ khó chung sống hòa bình cho tới khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Đông Á, ít nhất là rút quân Mỹ đóng ở Nhật và có Mỹ đóng ở Hàn Quốc. Là hai thực thể mạnh nhất lục địa Á-Âu, Nga và Liên minh châu Âu cần có một khoảng không gian đệm chiến lược nhất định. Không gian đệm này là các nước Đông Âu gồm Ukraine, Belarus, Estonia, Latvia và Lithuania. Chỉ khi có các nước đệm thì châu Âu và Nga mới có cơ hội chung sống hòa bình và cùng phát triển kinh tế. Ukraine, Belarus và các nước Bắc Âu là các nước đệm giữa Nga và EU. Trong EU, Đức muốn hợp tác nhất với Nga. Một mặt, Đức có vốn và công nghệ mà Nga cần. Nga thì có tài nguyên khoáng sản mà Đức cần. Hai bên bổ sung cho nhau về mặt kinh tế. Mặt khác, Đức là một nước bại trận trong Thế chiến thứ hai. Họ bị hạn chế về mặt chính trị và quân sự. Cụ thể là có nền kinh tế mạnh và nền chính trị yếu kém. Ngược lại, Nga là một trong năm nước thuộc Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc. Nga sở hữu một nền quân sự cực kỳ mạnh. Chính trị của Nga thì khỏi nói, quá mạnh và ổn định dưới bàn tay của Putin. Thế nhưng vấn đề ở đây là nền kinh tế của Nga yếu. Vì vậy, dư địa cho sự hợp tác giữa Đức và Nga vẫn còn rất nhiều. Nếu Đức và Nga hợp sức thì một ngày nào đó sẽ có một liên minh với nền kinh tế và quân sự phát triển. Và khi này, thế giới sẽ thực sự chứng kiến một cực mới so với EU do hợp tác Đức-Pháp chi phối. Trong lịch sử, Phổ trước đây và Đức bây giờ cũng thường tham gia các lực lượng liên minh với Nga. Ví dụ, vào cuối cuộc chiến tranh 7 năm, Phổ và Nga hợp lực chống lại Áo. Trong chiến tranh Napoleon, Phổ và Nga đã hợp sức chống lại Pháp. Và trước Thế chiến lần thứ 2, Đức và Liên Xô cũng từng hợp tác để chia cắt Ba Lan. Nói chung, chỉ cần Đức và Nga hợp lực, về cơ bản xếp trên toàn châu Âu. Thái độ của Pháp đối với Nga thì ngày càng dao động. Một mặt, Pháp là nước có nền công nghiệp nhẹ và công nghiệp tài chính phát triển. Đây là thứ mà Nga cần, nên Pháp và Nga có nền tảng hợp tác kinh tế vững chắc. Pháp cũng hy vọng có thể dựa vào Nga để cân bằng với Đức. Thực tế là cuối những năm 80, Pháp đã từng cố gắng liên kết với Liên Xô để ngăn cản nước Đức thống nhất, một nước Nga hùng mạnh vừa phải, có thể ngăn chặn sự xâm nhập của Đức vào Đông Âu. Mỗi quốc gia nhìn từ vị trí địa lý của mình đều có những mối lo mang tính chuyển kiếp. Với Pháp, đó là Đức. Đã có hàng tá lần người Đức tặng cho người Pháp những cú đánh tối tăm mặt mũi.
Vậy nên, dù hợp tác với Đức, nhưng Pháp cũng rất dè chừng kẻ vừa là bạn, vừa là đối thủ này. Mặt khác, Pháp không muốn Đức và Nga tiếp cận với nhau, chứ đừng nói là tới việc Nga gia nhập EU. Xét cho cùng, sức mạnh kinh tế của Pháp vẫn yếu hơn nhiều so với Đức, và ảnh hưởng của Pháp trong EU thì được hỗ trợ khá nhiều bởi vũ khí hạt nhân và vị thế của vị trí trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là chính. Đức sẽ không còn cần tới sự bảo vệ quân sự của Pháp nữa sau khi Nga gia nhập EU. Điều này sẽ dẫn tới việc trục Đức-Nga sẽ thay thế cho trục Đức-Pháp. Ukraine, cái bẫy của người Mỹ. Từ vấn đề trên có thể thấy, hai thủ lĩnh của khối EU đều muốn có quan hệ làm ăn ở mức nhất định với Nga, dù cả hai đều không muốn người còn lại quá thân với Nga. EU do Đức và Pháp đứng đầu vẫn hy vọng là duy trì hợp tác kinh tế chặt chẽ với Nga. Nếu NATO không mở rộng về phía đông, châu Âu và Nga ít nhất là có thể duy trì trao đổi kinh tế và thương mại chặt chẽ, và hội nhập kinh tế châu Âu một ngày nào đó có thể sẽ đưa Nga đi cùng. Tất nhiên là Mỹ không muốn chứng kiến sự việc như vậy xảy ra, nên họ buộc phải thúc đẩy sự mở rộng về phía đông của NATO, bất chấp sự phản đối của Liên minh châu Âu. Đặc biệt là sau khi NATO tiếp nhận 3 nước Bắc Âu vào năm 2004, mối quan hệ giữa châu Âu và Nga đã rơi vào ngưỡng đóng băng. Thế nhưng Putin và Merkel đều là những nhà chiến lược có tầm nhìn xa. Họ không triển khai ở 3 nước Bắc Âu về quân sự, và Nga cũng đã giảm số quân đóng ở Kaliningrad để cùng nhau thoát khỏi gâm cùm của Mỹ. Cả Đức và Pháp đều tăng cường hợp tác với Nga, đồng thời tiếp tục trấn áp những quan điểm chống Nga trong EU, chủ yếu là từ phía Ba Lan và Anh. Do đó, Mỹ đã lên ý tưởng về Ukraine và sử dụng nó để tạo ra đòn bẩy và phá thế liên kết giữa châu Âu và Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine đã trở thành nước đệm giữa EU và Nga. Chính vì vậy, Ukraine không thể hòa nhập vào hệ thống kinh tế của EU, cũng như có sự ngăn cách nhất định với nền kinh tế của Nga. Nền kinh tế của Ukraine tiếp tục sụt giảm và thu nhập quốc dân của họ thì liên tục giảm mạnh trong nhiều năm. Tham nhũng tràn lan, bất ổn xã hội và kinh tế thì ngày càng trì trệ. Những bất bình trong xã hội Ukraine đã tích tụ lâu dần, và Mỹ đã tận dụng cơ hội này để khơi dậy quan điểm của dư luận Ukraine. Ukraine suy tàn là do Nga, và chỉ cần Ukraine rời bỏ Nga và gia nhập Liên minh châu Âu, nước này có thể sẽ trở thành một nước phát triển. Do đó, ngày càng nhiều người Ukraine kêu gọi gia nhập Liên minh châu Âu và cắt đứt quan hệ với Nga. Đặc biệt là vào cuối năm 2013, khi khủng hoảng kinh tế nổ ra ở Ukraine, nguồn thu của chính phủ giảm mạnh, thậm chí là không trả nổi lương của công chức, Mỹ đã chớp thời cơ và những nhà ngoại giao của họ với những chiếc vali đầy tiền đã tới Ukraine và thúc đẩy nhanh chóng Ukraine có những đường lối rõ ràng hơn với Nga, và các cuộc biểu tình chống Nga đã nổ ra ở Kiev. Vào đầu năm 2014, Tổng thống thân Nga Yanukovych của Ukraine đã bị phe đối lập lật đổ, và Poroshenko thuộc phe thân phương Tây được bầu làm Tổng thống mới. Đứng trước biến cố lớn này, Putin đã lập tức có 3 kế sách lớn để giải quyết, đó là thượng sách, trung sách và hạ sách về vấn đề Ukraine. Thượng sách: hỗ trợ một chính phủ Ukraine thân Nga để Ukraine thực sự hoạt động như một quốc gia vùng đệm giữa châu Âu và Nga, đồng thời cung cấp thực phẩm và hải cảng cho Nga. Bằng cách này, Nga không chỉ có thể khai thác các lợi ích kinh tế từ Ukraine mà còn có thể hợp tác với EU để đôi bên cùng có lợi. Đây là kế hoạch hoàn hảo nhất, không gây tổn hại cho Nga. Nó là thượng sách, nhưng xem ra là khó thực hiện bởi ngọn lửa cách mạng màu ở Ukraine do Mỹ tạo ra là quá hoàn hảo. Những công cụ truyền thông sắc bén và đỉnh cao nhất nằm trong tay người Mỹ. Người Ukraine ghét Nga tới mức giật đổ tượng Lenin, sỉ nhục và bạo hành các cựu chiến binh Xô Viết, chối bỏ lịch sử Xô Viết hào hùng và bài Nga một cách vô cùng cực đoan. Chính vì vậy, nếu chỉ can thiệp bằng quyền lực mềm thì khó mà thành công được, xem như thượng sách buộc phải bỏ. Trung sách: phải dùng quân sự tấn công Ukraine, sáp nhập Crimea và cả miền đông Ukraine, tiếp cận Biển Đen và các khu vực canh tác chất lượng cao, cho phép Nga tái hiện vinh quang của Liên Xô. Tất nhiên, cái giá phải trả là Nga và EU chắc chắn sẽ quay lưng lại với nhau vì không có nước đệm, nhưng ít nhất là Nga sẽ thu được lợi ích thực tế, lấy đó làm căn cơ để vực dậy sau này. Trung sách của Nga vốn dĩ không thể giải quyết được triệt để vấn đề như thượng sách, nhưng có vẻ như đây là phương cách khả dĩ nhất và sẽ thu về được thực lợi rõ ràng và chắc ăn, mặc dù sẽ phải chịu thiệt hại, thậm chí là rứt đầu mẻ trán. Và sự thực là Putin đã chọn trùng sách. Hạ sách: nếu không muốn động binh, Nga sẽ để Ukraine gia nhập NATO. Bằng cách này, Nga và EU ít ra vẫn có thể làm ăn chung với nhau. Thế nhưng, sức ép lên tuyến phòng thủ của Nga sẽ gia tăng. Trước đây, chỉ cần bảo vệ biên giới phía Tây Bắc, nhưng bây giờ thì
thì biên giới phía Tây Nam cũng cần triển khai lực lượng hạng nặng. Và nếu vào một ngày xấu trời nào đó, người Mỹ đặt vài quả tên lửa hành trình ở Ukraine và chĩa thẳng vào Moscow, thì không khác gì bắt cả Điện Kremlin làm con tin. Chính vì vậy, hạ sách này được xem là phương án nhẫn nhục nhất, mà với tính cách mạnh mẽ của Putin thì ông ta sẽ không bao giờ dùng. Như vậy, dùng chung sách thì an ninh quốc gia được tạm thời sẽ được đảm bảo, nhưng thiệt hại về kinh tế và ngoại giao. Dùng hạ sách thì vẫn giữ được kinh tế, ngoại giao, nhưng gần như từ bỏ hoàn toàn tham vọng Tây Tiến, hy sinh toàn bộ an ninh quốc gia, chấp nhận trở thành một nước nhỏ và mãi mãi không bao giờ quay trở lại được vinh quang của Xô Viết khi xưa nữa. Theo quan điểm của Nga, chắc chắn người Nga hy vọng Ukraine có thể duy trì hiện trạng. Thế nhưng vấn đề là Ukraine vào đầu năm 2014 đã quyết tâm đầu quân cho phương Tây. Nếu Nga không làm gì thì chắc chắn NATO với thủ lĩnh Hoa Kỳ sẽ có đợt bành trướng về phía đông lần thứ 3. Từ đó, các mỏ dầu ở Caucasus của Nga sẽ bị lưỡi lê của quân đội NATO chĩa thẳng vào. Mặt khác, nếu Ukraine mất, Belarus cũng có thể bị NATO chiếm đoạt sớm hay muộn, và không gian sống chiến lược của Nga sẽ bị nén lại rất nhiều. Vì vậy, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cưỡng chiếm Crimea trong cuộc đấu này. Còn át chủ bài của người Mỹ, thứ quyết định thắng bại đó chính là truyền thông. Nhờ có truyền thông mà người Mỹ khiến cả một dân tộc từng là anh em với Nga quay sang phỉ báng lại người Nga. Tất nhiên, cũng phải nhắc tới những dư âm mà triều đại của Gorbachev và Yeltsin để lại cho Putin là quá nặng nề. Nước Nga thời Putin đã phải nỗ lực tới 200% sức lực mới có thể khắc phục được những vấn đề này, mà chắc hẳn nếu không phải là Putin thì nước Nga thậm chí đã sụp đổ từ lâu rồi, chứ đừng nói mộng tưởng tới việc khôi phục hào quang Xô Viết. Chính vì vậy, dù biết Mỹ đang làm những trò gì sau lưng mình, nhưng Nga không thể làm gì được, vì khi đó Mỹ quá tinh tế và sở hữu nền tảng vượt trội, từ đó dẫn tới việc cưỡng chiếm Crimea của Nga. Dù không muốn vì sẽ phải chịu thiệt hại, nhưng Putin thực sự đã hết cách. Nga sử dụng chung sách, buộc phải động binh, hy sinh lợi ích về kinh tế và ngoại giao để giữ lấy thực lợi. Đổi lại, cả châu Âu sẽ dãy nảy lên và một mặt trận chống Nga chưa từng có trong lịch sử đã hình thành. Mâu thuẫn EU và Mỹ. Nhưng những kẻ thua cuộc lớn nhất trong cuộc khủng hoảng Crimea lại là Ukraine và Liên minh châu Âu. Về phần Ukraine, đương nhiên là không cần nói thêm rằng lãnh thổ thì bị chia cắt là thứ khiến họ tổn thương nhất. EU thì mất đi trạng thái đệm với Nga, buộc phải đối đầu với Nga. Và cuối cùng, quan trọng hơn cả là phải trói mình vào Mỹ. Điều này giống như nếu một ngày nào đó Mỹ xúi giục Mông Cổ gia nhập Nga thì họ sẽ làm tổn hại tất cả, chứ không thể giúp Nga mạnh hơn, vì nó sẽ dẫn tới đến rạn nứt quan hệ Trung Nga và khiến Nga mất đi một đồng minh đắc lực. Hoặc nếu một ngày Hoa Kỳ xúi giục Nepal gia nhập Trung Quốc thì đây có thể là một cái bẫy, bởi vì nó sẽ dẫn đến không còn vùng đệm cho Nga và Ấn Độ, và lựa chọn duy nhất của Ấn Độ lúc đó sẽ là liên minh với Hoa Kỳ và hợp lực chống lại Trung Quốc. Trên thực tế, Nga chỉ là một con bài được Hoa Kỳ dùng để trấn áp Liên minh châu Âu. Mâu thuẫn giữa châu Âu và Hoa Kỳ không kém gì mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Nga. Trò chơi chiến lược giữa châu Âu và Hoa Kỳ cũng có thể được phản ánh qua những thay đổi trong tỷ giá hối đoái của đồng euro. Trong 20 năm qua, xu hướng tỷ giá hối đoái của đồng euro so với đồng đô la chủ yếu có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là từ năm 2001 đến giữa 2008. Trong giai đoạn này, Hoa Kỳ lần lượt phát động cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, khiến chi tiêu quân sự tăng lên đáng kể và nợ nần chồng chất. Liên minh châu Âu đã nhân cơ hội này để đẩy nhanh tiến độ hợp tác với Nga, và Nga cũng đang chuẩn bị chuyển sang đồng euro để giải quyết vấn đề dầu mỏ, hạm đệ điều chế petrodollar vốn là xương sống của Mỹ. Do đó, đồng euro tăng giá mạnh trong thời gian này và tỷ giá hối đoái của đồng euro so với đồng đô la đã tăng lên 1,6. Giai đoạn thứ hai là từ cuối năm 2008 đến đầu 2014, sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ, nền kinh tế châu Âu bị kéo xuống và sau đó nổ ra cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Tỷ giá hối đoái giảm nhẹ xuống còn 1,4, nhưng các nền tảng kinh tế cơ bản tập trung thì lại vẫn mạnh hơn của Hoa Kỳ. Giai đoạn thứ ba, từ giữa năm 2014 đến nay, sau khi cuộc khủng hoảng Crimea bùng nổ, mối quan hệ giữa châu Âu và Nga đã suy thoái mạnh. Hầu hết là các hợp tác kinh tế và thương mại bị đình chỉ, EU phải gia tăng sự phụ thuộc quân sự vào Hoa Kỳ, các nhiệm vụ chính trị chồng chất lên EU, các ngân hàng trung ương buộc phải nới lỏng định lượng, bơm tiền ra thị trường để kích thích nền kinh tế, và tỷ giá hối đoái đồng euro giảm mạnh từ 1,4 xuống còn khoảng 1, và khi này euro đã suy yếu so với đô la. Vì vậy, trong cuộc khủng hoảng Crimea, Mỹ là bên thắng lớn nhất. Họ đã phá thành công mối quan hệ hợp tác giữa châu Âu và Nga, buộc EU phải gia tăng sự phụ thuộc quân sự vào Mỹ, đồng thời
làm suy yếu hai đối thủ lớn là EU và Nga. Nga chắc chắn là chịu một tổn thất không hề nhỏ. Tuy lấy lại được Crimea và kiểm soát phần nào được phần đông Ukraine, nhưng đã mất hoàn toàn Ukraine và dư địa hợp tác với EU. Nhưng ít ra, Nga còn thu lại được thực lợi phần nào. Bên thiệt hại thực sự chính là EU, không thu được lợi ích đáng kể nào và buộc phải đình chỉ các hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại với Nga. Không chỉ vậy, EU một lần nữa đã trở thành tuyến đầu của cuộc đối đầu giữa Mỹ và Nga, đổ máu của chính mình để người khác kiếm tiền. Đây là lý do tại sao bà Merkel sau đó đã tàn nhẫn mắng Hoa Kỳ là đầy dối trá và không trung thực. Trong thời Tam Quốc, Tào Ngụy đã dùng miếng mồi Kinh Châu để phá thành công liên minh Tô Lưu, khiến hai nước này vốn là đồng minh chống Ngụy đã trở mặt thành thù, lao vào đấu đá nhau, hao tổn vô cùng quốc lực. Còn bản thân Tào Ngụy thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức sau hai thất bại to lớn ở Xích Bích và Hán Trung. Giờ đây, Mỹ đã chiến thắng. Bản chất của vấn đề là việc sử dụng Ukraine để làm tan rã thành công mối quan hệ giữa châu Âu và Nga, đồng thời mượn con dao của Nga để biến EU trở thành đệ tử trung thành của chính mình. Phải nói, trí tuệ của những bộ óc đứng đầu Hoa Kỳ vẫn là quá đỉnh cao và đặc sắc. Kết thúc phần 2, chúng ta đã cùng hiểu hơn vấn đề vùng đệm quan trọng thế nào với các cường quốc. Ở phần cuối của video, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về những toan tính liên quan trực tiếp tới cuộc chiến Ukraine hiện nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá. Tiếp nối video phần trước, chúng ta sẽ cùng tới với những toan tính của các bên trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện tại và lợi ích đổi lại là gì. Sau khi cuộc khủng hoảng Crimea nổ ra, Nga đã thiếu may mắn một chút. Nga hoàn toàn có khả năng thôn tính Ukraine. Đương nhiên, xung đột xảy ra thì Mỹ vẫn sẽ không can thiệp quân sự như những gì hiện tại đang xảy ra. Nó giống hệt cái cách mà Anh và Pháp đã ngồi nhìn Đức xâm lược đồng minh Ba Lan của họ hồi Thế chiến thứ hai. Anh Pháp muốn Đức đông tiến và dùng Ba Lan làm miếng mồi cho hai con thú dữ là Đức và Liên Xô tranh nhau. Giờ đây, Mỹ cũng vậy, họ dùng Ukraine để làm miếng mồi cho châu Âu và Nga tranh nhau. Họ đâu có điên mà nhảy vào cuộc chiến này để giúp sức cho Ukraine hay châu Âu. Châu Âu phải tự lo lấy thân mình, và Mỹ thì chẳng thiệt hại một binh một tốt. Do đó, việc Đức xâm lược Ba Lan là phù hợp với ý đồ thực sự của Anh và Pháp. Và đối với Mỹ hiện nay cũng vậy. Nếu Nga thực sự sáp nhập Ukraine thì tình trạng đệm giữa châu Âu và Nga sẽ hoàn toàn không còn. Châu Âu sẽ lại dãy nảy lên và quan hệ giữa châu Âu và Nga sẽ trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh. Hai bên hoàn toàn đối nghịch với nhau, từ bạn sẽ thành thù, rồi châu Âu sẽ lại phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Kết quả là ổn định an ninh của châu Âu sẽ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Dòng vốn của thế giới sẽ không dám đổ về những trung tâm tài chính của châu Âu nữa, mà sẽ đổ dồn về đâu? Đương nhiên là sẽ chạy về Mỹ rồi. Điều đó dẫn tới sự suy yếu, và nguy hiểm hơn còn là sự sụp đổ của hệ thống đồng euro, và thậm chí là sự tan rã của Liên minh châu Âu, với toàn bộ phần Tây Âu sẽ trở lại như một cỗ máy làm kinh tế của Hoa Kỳ. Do đó, từ quan điểm này, Mỹ đang mong muốn Nga thực sự thôn tính Ukraine, nhưng người Ukraine thì vẫn ngây thơ chờ đợi sự giải cứu của Mỹ. Điển hình là danh hài Zelensky liên tục kêu gào trên truyền thông. Câu hỏi đặt ra, cái bẫy của Mỹ là quá hoàn hảo rồi, thế nhưng Putin có nhìn ra không và ông ta xử lý như thế nào? Lại là một tình tiết cực kỳ đỉnh cao trong ván cờ này. Putin thì vẫn là một nhà lãnh đạo lý trí và điềm tĩnh. Sau khi đánh giá chính xác, Putin cho rằng việc sáp nhập Ukraine không nằm trong hệ thống giá trị lợi ích của Nga. Vì vậy, thái độ của Nga đối với Ukraine là hai từ: chiếm người. Khu vực phía đông của Ukraine đã bị Nga cai trị trong một thời gian dài trong lịch sử, nên hầu hết cư dân đều nói tiếng Nga và tin theo chính thống giáo. Khu vực phía Tây chịu ảnh hưởng của Ba Lan trong một thời gian dài trong lịch sử. Vì vậy, hầu hết các cư dân nói tiếng Ukraine và theo Công giáo. Sự chia rẽ văn hóa này dẫn tới 9 tỉnh thân Nga ở phía Đông và 7 tỉnh thân châu Âu ở phía Tây. Đối với Nga, chiến lược tốt nhất sau cuộc khủng hoảng Crimea là dần dần lấn chiếm miền Đông Ukraine. Trước tiên là xúi giục độc lập cho miền Đông Ukraine, sau đó khiến nước này tham gia với Nga trong một cuộc trưng cầu dân Ý để Nga có được toàn bộ đường bờ biển của Ukraine và phần còn lại. Do đó, kể từ năm 2014, Nga đã cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine, giúp họ có khả năng chiến đấu chống lại lực lượng của chính phủ Ukraine và khiến họ gần như độc lập. Giá trị chiến lược của miền Tây Ukraine sẽ bị giảm sút đáng kể. Rõ ràng, một Ukraine nguyên vẹn với cả miền Đông
với nền tảng công nghiệp nặng thì thơm ngon hơn rất nhiều một miền Tây với nền nông nghiệp lạc hậu, lại còn mất cả vị trí chiến lược về đường bờ biển. Và lúc này, châu Âu sẽ có cái cớ để không cho Ukraine gia nhập NATO và EU, giống như Georgia năm 2008 vậy. Thế thì năm 2008, ở Georgia đã xảy ra chuyện gì? Năm ấy, Georgia sở hữu hai quả bom nổ chậm trong lòng, đó là Nam Ossetia và Abkhazia. Chẳng ai lại cho một quốc gia bất ổn với hai nhà nước tự trị thân Nga ở trong lòng vào EU cả. Ukraine cũng sẽ như thế. Nếu họ mất vùng Donbass, rất có thể tiến trình gia nhập NATO và EU của họ sẽ gặp vấn đề. Cả Nga và EU đều cần điều này nếu họ muốn đến với nhau và loại Mỹ ra khỏi cuộc chơi. Putin hiểu điều đó và rất có thể đó là nội dung những cuộc gặp kín giữa Putin với Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz bên lề cuộc khủng hoảng Ukraine gần đây. Người Ukraine có lẽ không ngờ được rằng các nước lớn hoàn toàn có thể bán họ mà họ chẳng thể làm gì. Lại một bài học ngoại giao kinh điển nữa mà Zelensky có lẽ còn quá non để hiểu được. Bản thân Việt Nam cũng đã phải trả giá rất nhiều bằng xương máu để học được bài học này. Và tất nhiên là Hoa Kỳ thì sẽ không ngồi yên và để cho các âm mưu của Nga thành công. Vì vậy, Hoa Kỳ cũng đã tài trợ rất nhiều cho các phe phái Tân Châu Âu của Ukraine và tiếp tục thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO. Chỉ là kế hoạch của Hoa Kỳ diễn ra chưa đầy 2 năm trước khi ông Trump lên nắm quyền. Sau khi Trump nhậm chức, ông đã bãi bỏ hầu hết các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, cắt các quỹ viện trợ cho Ukraine và khiến quá trình gia nhập NATO của Ukraine bị đình trệ trong 4 năm. Thế nhưng sau khi Biden nhận chức, thì Mỹ đã tiếp tục chiếm được ngoại giao truyền thống. Các nhà ngoại giao của Mỹ mang theo rất nhiều đô la để vận động các chính trị gia Ukraine và các nước EU thúc đẩy cho việc Ukraine gia nhập NATO. Mỹ cũng đã tăng cường cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine. Trong nửa cuối năm 2021, các điều kiện để Ukraine gia nhập NATO ngày càng trở nên chín muồi. Tất nhiên, EU sẽ không ngồi yên. Trên thực tế, sau cuộc khủng hoảng Crimea, bà Merkel đã chống lại mọi sự phản đối để cùng Nga xây dựng dòng chảy phương Bắc 2, cố gắng qua mặt Ukraine để đối thoại với Nga. Tuy nhiên, EU đã tan rã. Ba Lan và Lithuania dường như cũng không muốn hai gã khổng lồ ở hai bên sườn của mình ngồi với nhau và một ngày nào đó có thể ăn thịt họ. Và họ đã bỏ phiếu phản đối hợp tác EU-Nga nhiều lần. Một mình Đức là không thể giải quyết được vấn đề Ukraine. Trên thực tế, bà Merkel có thể gọi là một chính trị gia của toàn khối EU. Dù bị cản trở bởi nhiều vấn đề, nhưng bà luôn nỗ lực để đưa EU xích lại gần Nga hơn, cũng như để loại bỏ Mỹ ra khỏi vị thế bá chủ. Nhưng thật không may, bà Merkel đã kết thúc nhiệm kỳ 16 năm của mình vào cuối năm vừa rồi. Và tân thủ tướng Scholz dường như không kế thừa đầy đủ tầm vóc của bà Merkel. Sự thực là Đức đã dừng dự án dòng chảy phương Bắc 2. Ông thà để châu Âu đóng băng còn hơn là dùng hệ thống sửa của người Nga. Chưa rõ những trao đổi của Putin với châu Âu như thế nào. Thế nhưng nếu châu Âu muốn thoát hẳn khỏi cái bóng của người Mỹ, thì họ cần phải có một Merkel thứ hai, cần phải phá rào và bắt tay với người Nga. Tất nhiên, những nhà lãnh đạo hiện tại của Đức hay EU cũng có cái lý của họ. Họ theo trưởng phái thực dụng hơn. Họ lo sợ sự bành trướng của Nga và việc làm suy yếu Nga sẽ giúp họ có được sự ổn định ở hiện tại. Điều đó giúp EU tiếp tục yên ổn, nhưng sẽ là yên ổn trong vòng tay của Mỹ. Câu chuyện sẽ lại trở về như trước đây. Trong bối cảnh Ukraine nhất quyết gia nhập NATO, Nga hoàn toàn không thể ngồi yên. Theo tính cách của Putin, nếu không thể tránh khỏi được một cuộc đấu tranh, thì cách duy nhất là tấn công trước. Kết quả là biên giới Ukraine với Nga đã trở nên hỗn loạn trong nửa cuối năm 2021, với số lượng lớn binh lính được triển khai ở cả hai bên. Nga đã hết sức kiềm chế vì họ không muốn bắn phát súng đầu tiên và bị buộc tội gây chiến. Việc Nga triển khai nhiều quân hơn là một lời cảnh báo với NATO. Một khi Ukraine gia nhập NATO, đồng nghĩa với chiến tranh. Nhưng vấn đề mấu chốt là Mỹ thì không sợ hành động của Nga, thậm chí càng đánh nhau to thì Mỹ càng thích. Một khi Ukraine và Nga gây chiến thì châu Âu sẽ bị thiệt hại. Mỹ sẽ không chịu một quả đạn nào và một lượng lớn dòng vốn sẽ chảy về với Hoa Kỳ. Vốn sẽ tìm nơi trú ẩn an toàn và không nơi nào an toàn hơn Mỹ. Mỹ có thể tận dụng cơ hội để thu hoạch của cải của châu Âu. Do đó, đứng trên quan điểm của Hoa Kỳ thì Nga muốn làm gì hãy cứ làm. Đánh Ukraine, Hoa Kỳ sẽ vỗ tay cổ vũ. Một vài lệnh cấm vận làm Nga yếu đi cũng là một ý tưởng hay và Hoa Kỳ sẽ là ngư ông đắc lợi. Chiến sự thì vẫn đang diễn ra ác liệt, chúng ta chưa thể nói trước được điều gì. Nhưng dường như giải pháp tối ưu nhất trong tình hình này và có lẽ về lâu về dài. Giải pháp cuối cùng cho vấn đề Ukraine hiện tại là chia cắt đất nước.
Đông Ukraine gia nhập Nga, Tây Ukraine thì gia nhập NATO và châu Âu sẽ quay trở lại cuộc đối đầu giữa châu Âu và Nga trong chiến tranh lạnh. Theo quan điểm của Nga, từ trước năm 2014, chiến lược tốt nhất của Nga là biến Ukraine thành nước chư hầu của riêng mình, biến Ukraine thành một vùng đệm giữa châu Âu và Nga. Trong năm 2014-2021, chiến lược tốt nhất của người Nga đó là chiếm người, thu phục dân Ukraine và thôn tính những phần tốt nhất của Ukraine. Nhưng người Mỹ, họ đã nhìn ra vấn đề, họ đọc được suy nghĩ của Putin và đã làm tất cả để phá hủy thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Zelensky thì hùng hổ tổ chức các chiến dịch quân sự lớn tấn công vào vùng Donbass và giết hại tới 14.000 người gốc Nga trong suốt 8 năm. Điều này đã thể hiện ý chí mãnh liệt của Zelensky và Ukraine muốn gia nhập NATO. Putin biết là không thể xoay chuyển được tình thế và buộc phải động binh. Một kịch bản nữa trong cuộc chiến này, nếu Nga chơi lớn thì họ sẽ chiếm luôn Ukraine, và nếu sau này có thể nhân cơ hội sáp nhập luôn Belarus thì Nga có thể khôi phục được 70% sức mạnh của Liên Xô ngày xưa. Putin cũng có thể ghi tên mình vào lịch sử của Nga và trở thành nhà cầm quyền quyền lực chỉ sau Peter Đại Đế và Catherine II. Đương nhiên, Nga sẽ phải chọn cách đối đầu với châu Âu cộng với Mỹ. Lúc này thì chúng ta sẽ dẹp toàn bộ câu chuyện hợp tác giữa EU và Nga, xé tất cả các loại hiệp định và ném vào sọt rác. Nga sẽ tìm cách liên hệ kinh tế với Trung Quốc, và sự thực thì họ đã làm rồi. Putin sẽ chấp nhận để cả nước Nga sống trong gian khó, nhưng sẽ có cơ hội vươn lên tới đỉnh cao theo một cách khác. Cho dù Nga có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, thì cho tới khi tiếng súng cuối cùng chấm dứt, thì Ukraine vẫn sẽ hoặc là bị sáp nhập hoặc là bị chia cắt, và một vùng đệm chiến lược quan trọng sẽ bị mất giữa EU và Nga, hoặc là sẽ do Nga sáp nhập. Khi đó sẽ có một đường biên giới cực kỳ dài giữa Tây Âu và Nga, và mâu thuẫn địa lý giữa hai bên sẽ trở nên vô cùng gay gắt. Suy cho cùng, chỉ có Ukraine là bên thiệt hại nhất sau câu chuyện này. Mà không, phải dùng từ sụp đổ mới chính xác. Một nước cờ thiếu khôn ngoan và tai hại của những nhà lãnh đạo quốc gia này. Một thảm họa thực sự nếu xét trên góc độ lợi ích dân tộc. Nếu không có Đông Âu làm vùng đệm chiến lược, Liên Xô có thể đã không thể ngăn chặn được cuộc tấn công chớp nhoáng của Đức vào đầu Thế chiến thứ hai. Tương tự, nếu Nga dẫn quân tiến đánh, thì quân đội Nga có thể di chuyển về phía Tây, dọc theo đồng bằng Pod và đồng bằng Tây Âu. Đồng bằng Pod nằm ở phía bắc của Ba Lan và Đức, và đồng bằng Tây Âu thì nằm ở phía bắc của Pháp và Hà Lan. Vũ khí trang bị quân đội Nga tuy xét về độ tối tân thì không vượt trội hoàn toàn, thế nhưng lợi thế của họ nằm ở quy mô khổng lồ. Nếu bất ngờ phát động tấn công EU, quân đội Nga hoàn toàn có thể bao vây và quét sạch quân chủ lực của quân đội EU. Mọi người thường nhầm lẫn sức mạnh quân sự của Nga. Nga thực sự mạnh, nhưng sức mạnh chủ yếu của họ nằm ở những loại vũ khí chiến lược, tức là những loại có sức hủy diệt cực kỳ lớn. Còn lại, sức mạnh quân sự ở các mảng khác của họ thì không quá vượt trội so với Tây Âu. Tuy nhiên, quân đội của họ thì quá đông đảo và quá thiện chiến. Họ có thể san bằng được tất cả trước khi EU có thể phản ứng mà không cần Mỹ can thiệp. Nếu Nga sẵn sàng mạo hiểm chiến tranh hạt nhân với Pháp, nước này hoàn toàn có khả năng chiếm được toàn bộ lục địa châu Âu. Xét cho cùng thì Nga có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn Pháp, chiến lược sâu và rộng. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, Nga sẽ có cơ hội chiến thắng rất lớn. Vì vậy, một khi Ukraine bị chia cắt hoặc là bị sáp nhập thì một phản ứng dây chuyền sẽ bắt đầu. EU thì chỉ còn hai lựa chọn. Một là cho phép Đức tái vũ trang, vì chỉ có Đức trong EU mới có đủ sức mạnh để chống lại Nga. Điều này đã xảy ra. Chính phủ Đức sẽ đầu tư 113 tỷ đô vào lĩnh vực vũ khí. Bắt đầu từ bây giờ, chi tiêu quân sự của Đức sẽ vượt qua mức mục tiêu là 2% GDP do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đặt ra. Điều này đã diễn ra trong hàng chục năm. NATO chỉ dù vẫn còn khiếp sợ con rồng này, thế nhưng buộc phải bỏ phong ấn cho nó để đấu lại một con rồng khác. Thứ hai là tăng cường sự phụ thuộc quân sự vào Hoa Kỳ, với cái giá là mất đi độc lập về chính trị và kinh tế. Nếu hầu hết các quốc gia trong thành viên EU lựa chọn, họ có thể chọn dựa vào Mỹ, vì nguy cơ phải hậu thuẫn của Đức là quá lớn, chẳng hạn như Ba Lan, Áo, Hungary. Nếu Đức tái mở rộng quân sự, thì các nước này cũng đồng thời phải đối mặt với mối đe dọa từ Đức và Nga, đối mặt với khả năng bị chia cắt. Điều này giống hệt như việc mà Ba Lan và Lithuania đã bỏ phiếu phản đối hợp tác EU và Nga như mình đã nói ở trên. Lý do cơ bản khiến Tây Âu đầu hàng Hoa Kỳ từ lâu trong chiến tranh lạnh là Tây Âu cần sự bảo vệ quân sự của Hoa Kỳ. Cũng giống như lý do tại sao Hàn Quốc tuân theo Hoa Kỳ là một khi Hoa Kỳ rút quân thì Hàn Quốc có nguy cơ ăn tên lửa hạt nhân của Triều Tiên bất cứ khi nào. Chiến tranh lạnh về bản chất là việc Hoa Kỳ tung quân đi khắp nơi trên thế giới và thu tiền bảo kê.
không khác gì các đại ca giang hồ chia người đi bảo kê ở các địa bàn do xã hội đen quản lý. Nếu Ukraine và thậm chí là cả Belarus bị chia cắt trong tương lai, thì Liên minh châu Âu sẽ phải trở thành em ruột của Mỹ và cho phép quân Mỹ vào nhiều hơn. Sự phụ thuộc quân sự chắc chắn dẫn tới sự đàn áp về kinh tế và chính trị của EU với Hoa Kỳ. Đồng euro, hiện thân của ý chí độc lập của châu Âu, có thể sụp đổ. Ngay cả bản thân EU cũng có thể bị phá bỏ. Những nước cốt lõi có tư tưởng chống Mỹ như Đức có thể bị dập tắt. Và những nước yếu hơn như Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp, v.v. có thể sẽ trở thành thuộc địa kinh tế cho Hoa Kỳ. Sau khi đồng euro tan rã, chỉ số đô la của Mỹ có thể lên đỉnh một lần nữa. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Hoa Kỳ đã cung cấp một lượng lớn thanh khoản thông qua các hình thức nới lỏng định lượng. Nó nôm na là in tiền rồi bơm ra thị trường để thu về của cải. Và số đô la của Mỹ thặng dư sau khi khu vực đồng euro sụp đổ sẽ có chỗ đứng. Nhiều công ty chất lượng cao của châu Âu có thể sẽ bị mua lại bởi các công ty Mỹ với mức giá thấp. Câu chuyện của Trung Quốc. Từ đầu tới giờ, chúng ta đã bỏ quên một đối thủ nặng ký trong câu chuyện này. Vâng, đó là Trung Quốc, anh bạn hàng xóm to lớn của chúng ta. Đối với Trung Quốc, cuộc chiến Nga và Ukraine hiện tại đã mở ra cho họ hai cơ hội tuyệt vời. Một là thâu tóm nền kinh tế Nga. Việc bị cả phương Tây siết chặt cấm vận, kích khỏi hệ thống thanh toán và chặn các thị trường mua dầu đã khiến Nga phải tìm tới Trung Quốc. Châu Âu đã tự chặt đứt đi nguồn lợi của mình và đẩy nó về phía Trung Quốc. Trung Quốc đứng trước một cơ hội mà có lẽ trong 100 năm trở lại đây chưa từng có. Họ có thể sở hữu dầu và khí đốt giá rẻ của Nga, các loại tài nguyên khác của Nga và trở thành thị trường nhập khẩu một số loại sản phẩm của Nga, trong đó có nông sản, vốn trước đây được xuất sang châu Âu, đương nhiên là bây giờ thì sẽ nhập với giá rẻ hơn rồi. Thế nhưng, cái lợi lớn hơn cả với Trung Quốc đó là việc họ có thể bơm tiền vào Nga để thâu tóm nền kinh tế vốn đang bị tổn thương nghiêm trọng của đất nước này. Hàng loạt các ngân hàng bị sụt giảm giá trị tới hàng chục phần trăm, đồng rúp thì mất giá thảm hại. Đây là cơ hội vàng để Trung Quốc vung tiền ra và sở hữu cổ phần các tập đoàn, các chủ thể kinh tế và gắn chặt sự phụ thuộc của Nga vào Trung Quốc. Ngoài ra, một nỗi đau cực kỳ lớn của Nga mà nó vốn tồn tại từ thời Xô Viết đó là khả năng làm thương mại của người Nga không hề giỏi. Họ sở hữu một nền tảng công nghiệp nặng tuyệt vời, nền tảng công nghệ cao, hàng không vũ trụ rất tốt. Thế nhưng khả năng kiếm tiền của họ từ những thứ này thì có vấn đề. Chảy máu chất xám vẫn là một nỗi đau với người Nga trong suốt nhiều năm. Nga cũng đang rất cần một đối tác chiến lược trong khi đang bị bao vây trên nhiều mặt trận. Nga đang phải giải quyết vấn đề chảy máu chất xám công nghệ. Rất nhiều bộ óc xuất sắc và nhân tài trẻ đều chạy sang phương Tây với nhiều lý do như chính trị hay thu nhập thấp. Tuy khả năng làm chủ công nghệ của Nga thì vẫn rất cao, nhưng người Nga thì vốn không giỏi trong việc kiếm tiền từ công nghệ. Trung Quốc thì lại rất giàu kinh nghiệm trong việc này. Việc bắt tay nhau giữa hai nước này một cách âm thầm là điều không tránh khỏi. Bị chặn các bằng sáng chế từ phía Mỹ, khả năng nghiên cứu và phát triển không cao. Nhiều tập đoàn của Trung Quốc đã đầu tư cho các viện nghiên cứu và công ty tư nhân của Nga để phát triển các công nghệ cho các sản phẩm của mình. Huawei đã đổ rất nhiều tiền cho người Nga trong việc nghiên cứu công nghệ bán dẫn và máy tính lượng tử, thế nên đã rút ngắn được rất nhiều thời gian phát triển. Việc này giống như kiểu mỗi ông thì bỏ sức và nghiên cứu, còn mỗi ông thì bỏ tiền và lo bán hàng vậy. Đó là cơ hội lớn thứ nhất của Trung Quốc. Vấn đề của Trung Quốc là họ cần phải tính toán thật kỹ để vừa có thể ủng hộ Nga một cách chừng mực, vừa giữ được các bạn hàng của họ ở châu Âu để bám chặt được thị trường tiêu thụ, đầu ra của sản phẩm. Và dường như Trung Quốc đang làm rất tốt điều này. Thực ra Putin cũng hiểu vấn đề của nước Nga nằm ở khả năng thương mại hóa. Và ông nên tìm hiểu về một nhân vật đặc biệt của Trung Quốc, người đã mở cửa Trung Quốc và mang được nguồn vốn của phương Tây về cho Trung Quốc, cũng như mở ra những thị trường xuất khẩu béo bở cho quốc gia này. Tên của người đàn ông này là Đặng Tiểu Bình. Tất nhiên, hoàn cảnh của Đặng Tiểu Bình và Putin khác nhau hoàn toàn. Khi đó, Đặng Tiểu Bình rũ bỏ một Liên Xô đang trên bờ vực sụp đổ, bắt tay với một nước Mỹ hùng cường ở đỉnh cao của sự phồn vinh. Còn Putin giờ đây phải dựa vào một Trung Quốc cơ bản chỉ là cường quốc số 2 về kinh tế và đối đầu với cả một liên minh Mỹ, phương Tây hùng mạnh. Dù sao thì không phải là không có cơ hội cho Putin và Trung Quốc. Cơ hội lớn thứ hai của Trung Quốc đó là thời cơ để thu hồi Đài Loan. Sự thực thì Đài Loan suốt 70 năm nay vẫn nằm trong kế hoạch của chính quyền Bắc Kinh. Họ luôn tâm niệm việc thu hồi lãnh thổ là ưu tiên hàng đầu trong mọi vấn đề. Nhưng điều này theo mình thì ít có khả năng xảy ra ở thời điểm này. Dù sao thì nó vẫn là một cơ hội với người Trung Quốc. Chúng ta thử bàn xem nhé. Hải quân Hoa Kỳ có sức mạnh vô song trên thế giới. Và sức mạnh của lực lượng này còn mạnh hơn tất cả hải quân các quốc gia khác trên thế giới cộng lại. Tuy nhiên,
Với tư cách là một đế quốc toàn cầu, Hoa Kỳ cần phải phân chia lực lượng để canh giữ các huyết mạch chiến lược của thế giới, trong khi Trung Quốc chỉ cần duy trì trật tự Đông Á là được. Sức ép quốc phòng của hai bên là không giống nhau. Mỹ cần đồng thời đối phó với Trung Quốc, Nga và thế giới Hồi giáo. Vì lý do này, Mỹ đã triển khai hạm đội 7 ở Đông Á, đặc biệt đối phó với Trung Quốc, hạm đội 6 ở Tây Âu để đặc biệt đối phó với Nga, hạm đội thứ 5 ở biển Ả Rập để bảo vệ Trung Đông. Ngoài ra, Mỹ triển khai lần lượt hạm đội 2 và hạm đội 3 trên bờ biển phía Đông và bờ Tây của đất nước. Hai hạm đội này hội tụ tinh hoa của Hải quân Hoa Kỳ và có thể dùng để hỗ trợ các chiến trường khác trong thời chiến. Trong những trường hợp bình thường, một khi Trung Quốc bắt đầu quá trình thu hồi Đài Loan, đầu tiên họ sẽ phải đối phó là hạm đội 7 của Mỹ và quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản. Vào những năm 1990, do sức mạnh trang bị yếu kém của quân đội Trung Quốc lúc bây giờ, chỉ riêng một mình hạm đội 7 của Hoa Kỳ đã có thể giành được lợi thế ở phía Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, với sự phát triển về sức mạnh quân sự của Trung Quốc hiện tại, Trung Quốc có lợi thế rõ ràng ở chuỗi đảo thứ nhất và hạm đội 7 chỉ có một lực lượng tác chiến hàng không mẫu hạm. Điều này không có gì đáng ngại. Nếu Mỹ muốn tiến hành một trận đánh quyết định quy mô lớn ở Đông Á, thì Mỹ cần phải điều chuyển lực lượng lớn tàu chiến sân bay sang Đông Á thì mới có cơ hội giành chiến thắng. Nếu Mỹ phải tăng cường quân bảo vệ Tây Âu, nếu như Nga có ý định chiếm luôn Ukraine, điều đó có nghĩa là một phần lớn lực lượng hải quân và không quân của Mỹ sẽ tập trung trên chiến trường châu Âu. Khi đó thì Trung Quốc sẽ có cơ hội để giành lại Đài Loan. Nếu Mỹ muốn can thiệp, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối phó với việc chiến đấu trên hai mặt trận. Quân đội Mỹ khó có thể cùng lúc đánh bại cả Trung Quốc và Nga ở Đông Á và châu Âu. Nhưng như đã nói, nếu thực sự Nga chiếm Ukraine, thì kết quả dẫn tới sự đối đầu giữa châu Âu và Nga, EU sẽ hoàn toàn rơi vào thế đứng của Mỹ. Và nếu Trung Quốc tiện tay chiếm Đài Loan, thì khả năng cao một cuộc chiến tranh tổng lực giữa hai bên hoàn toàn có thể xảy ra. Mình chưa bàn tới thế chiến thứ 3, nhưng chắc chắn là Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng cực nhiều về vấn đề thương mại và kinh tế. Thực sự kịch bản này là một điều điên rồ và tạo ra một cục diện vô cùng hỗn loạn và mình thì chưa đủ tầm để phán đoán. Trên thực tế, trong 20 năm qua, EU đã không muốn tuân theo bước chân của Hoa Kỳ trong chính sách chống lại Trung Quốc, đặc biệt là dưới thời của chính quyền bà Merkel. Trung Quốc thậm chí còn đang sở hữu nhiều đối tác thương mại số 1 hơn là Hoa Kỳ ở châu Âu. Đặc biệt, trong năm 2018, EU từng từ chối cùng Mỹ tăng thuế quan đối với Trung Quốc, thậm chí còn tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc. Do đó, mặc dù xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm mạnh từ năm 2018 đến năm 2019, thế nhưng xuất khẩu của nước này sang châu Âu thì vẫn ổn định và tạo cơ sở cho tốc độ tăng trưởng chung của xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu không có một quốc gia đệm giữa EU và Nga trong tương lai, EU chắc chắn sẽ phải phụ thuộc vào Mỹ về mặt quân sự và do đó họ sẽ phải theo chân Mỹ trong các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, ngoại giao và các lĩnh vực khác. Và lần tới, khi Mỹ gây áp lực lên Trung Quốc, nhiều khả năng EU sẽ làm theo. Điều này có nghĩa là trong tương lai, Trung Quốc sẽ không chỉ phải đối mặt với sự bao vây và đàn áp của Hoa Kỳ, mà là sự bao vây, đàn áp của toàn bộ phương Tây. Sau khi EU hoàn toàn phụ thuộc, Mỹ sẽ có điều kiện để phát động một đợt chiến tranh lạnh mới, chia thế giới thành hai phe, Trung Quốc, Nga, Trung Á và Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Sức ép về địa chính trị kinh tế lên Trung Quốc sẽ là nghiêm trọng và phức tạp hơn hiện tại. Nếu Trung Quốc muốn đối đầu trực diện với Mỹ, họ cần nhìn vào Nga hiện tại và rút ra bài học để chuẩn bị trước. Trên đây là toàn bộ nội dung của series video về mối quan hệ quốc tế và ván cờ thế của các bên trong cuộc chiến Nga-Ukraine hiện tại.